Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình trong ngày hôm nay. Và mình chính là người kể chuyện KSD. Và các bạn ạ, để bây giờ mình kể cho các bạn nghe lý do vì sao mà đôi khi các bạn không nên xây một cây cầu trong thế giới Minecraft, ở trong ngôi làng Minecraft mà các bạn đang ở. Bởi vì rất có thể các bạn sẽ dẫn dắt một cái gì đó không sạch sẽ về với thế giới Minecraft của các bạn đấy. Và câu chuyện ngày hôm nay sẽ được diễn ra như sau. Ok, bây giờ mình sẽ cắm một cây đuốc ở đây và một cây đuốc ở đây nữa, và thế là xong. Mình đã hoàn thành được một cây cầu trong thế giới Minecraft ngày hôm nay rồi. Các bạn coi nè, có thấy cây cầu của mình đẹp và đơn giản không nào? Quá là đã luôn đó. Và các bạn ạ, ngày hôm nay đó nha, mình đang sinh tồn ở trong một cái thế giới Minecraft mới đó. Và khi mình đang đi dạo vòng vòng thì mình nhận thấy rằng đó nha, là mình đã bắt gặp được một ngôi làng. Nhưng mà điều đặc biệt ở chỗ đó hả, là ngôi làng này có một con sông và nó được chảy ngang qua con ngôi làng này các bạn ạ. Đó, cho nên mình thấy rằng đó nha, vậy thì nếu như đó hả, có một ngôi làng và có một con sông được bao bọc và chảy quanh qua như thế này đó hả, thì tại sao mình lại không làm một cây cầu? Lúc đó đó nha, việc di chuyển đó hả của các ông dân làng cũng sẽ dễ dàng và đơn giản hơn. Rồi còn chưa kể nữa, sẽ làm tô điểm thêm cho ngôi làng, và ngôi làng sẽ trở nên rất là đẹp luôn đó. Ây da, đúng là đôi khi đó hả, cái việc mình xây cầu cũng làm mình cảm thấy thiệt sự là thú vị ghê luôn á. Cái cầu này đẹp thiệt sự đó nha, nhìn hay ghê. Và chắc là bây giờ đó hả, mình sẽ kêu gọi các ông dân làng tới để mau chóng thử nghiệm cây cầu này. Rất có thể đó nha. Ơi, cái gì vậy? Giật cả mình. Ủa ông dân làng ơi, tại sao đó nha, ông lại sợ hãi về ông dân làng? Thôi, ông đừng có sợ hãi nữa. Ông coi nè, tôi đó hả vừa mới xây một cây cầu đó. Và tôi chắc chắn đó nha, là với cái cầu này đó hả, ngôi làng của ông sẽ dễ dàng đó hả được lưu thông với lại bên ngoài. Và các ông dân làng đó nha sẽ dễ dàng di chuyển. Các ông dân làng ơi, đừng có sợ nữa. Ông thấy sao đó hả về cây cầu mà tôi vừa mới xây này? Dân làng, này hả, sao ông dân làng, ông mau nói đi. Tôi biết mà, ông sẽ khen đó hả là cây cầu của tôi làm rất là đẹp đúng không? Tôi biết mà ông dân làng ơi, tôi biết mà. Tại sao cậu lại xây cầu trong thế giới này hả? Thì tôi xây cầu đó nha, để mong muốn đó hả là ngôi làng của ông sẽ đẹp hơn nè. Và các ông dân làng đó hả sẽ dễ dàng di chuyển hơn đó. Có làm sao đâu hả ông dân làng, cái cầu này đó nha đẹp với tiện lợi mà ông dân làng ơi. Cậu bị khùng hả? Ủa, sao ông chửi tôi? Thôi chết rồi, cậu mà xây cầu là chết mất rồi hả? Ủa, tự nhiên ông này bị sao vậy? Rõ ràng đó nha, tôi đó hả muốn xây cầu là để giúp đỡ cho ngôi làng của ông. Tự nhiên ông kêu đó hả xây cầu là chết rồi, chết bắt rồi lần sau. Bộ rốt cuộc đó ông dân làng ạ, xây cầu là bị gì hả? Cầu này quá tiện lợi và đẹp mà ông dân làng. Ông bị làm sao á, tôi không hiểu. Ủa, ông đâu rồi? Ủa, các bạn ạ, vậy lần sau cơ chứ. Tại sao tự nhiên ngày hôm nay mình đang xây một cái cầu và mình vừa hoàn thành xong đó nha, thì có một ông dân làng với khuôn mặt đầy sợ hãi chạy tới và nói với mình rằng đó nha, là nếu như mình xây cầu là chết mất tiêu rồi. Ủa, mà tại sao lại chết? Phải mau chóng tìm ổng mới được. Và coi thử coi, và hình như là, ủa, hình như là ổng này các bạn ơi. Ủa, hình như ấy nha, là ổng chạy tới để ổng mét hai ông dân làng giận dữ đó các bạn. Trời đất ơi, cái ông dân làng giận, cái ông dân làng nhiều chuyện bách lẻo này, cái gì vậy trời? Này, cái thằng mới tới làng kia, dân làng giận dữ, trời đất ơi. Vậy là mình bị mách lẻo rồi các bạn ơi. Cái ông dân làng này, tôi muốn làm cho cô làng của ông đẹp hơn mà, sao ông lại đi mét vậy? Sao ông dân làng giận dữ ơi, sao vậy? Ông sao vậy? Ông tôi xây cầu rồi, tôi muốn đẹp thôi mà. Sao ông làm, mấy ông giận dữ với tôi? Sao ông giận tôi vậy? Tôi có làm gì đâu. Ai cho phép cậu xây cầu trong làng này? Cậu có biết cậu làm như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra không? Hả? Chuyện gì hả ông dân làng ơi? Mấy ông không nói nữa hả? Làm sao tôi biết được? Đây là lần đầu tiên tôi tới làng mà, tôi có biết gì đâu. Tại tôi thấy đó nha, là ngôi làng của ông nè được bao quanh bởi dòng sông. Rồi còn chưa kể nữa, có một con sông chạy quanh qua ngôi làng, chạy thẳng qua ngôi làng luôn đó. Cho nên tôi nghĩ rằng đó nha, xây cầu đó nha sẽ giúp ngôi làng đẹp hơn, và các ông dân làng đó hả sẽ được di chuyển tốt hơn nè. Tôi có ý tốt thôi mà, sao các ông giữ với tôi vậy? Các ông giận tôi nữa hay ghê quá à. Cái thằng ngu này, mau chóng phá cái cầu đó mau lên, nếu không thì chuyện kinh dị xảy ra. Cái thằng ngu này, trời đất ơi, bây giờ còn bị chửi là ngu nữa. Nhưng mà nha, tôi đó hả, tôi nhất định đó nha, tôi đó hả sẽ không phá cái cầu đâu. Mấy ông hả phải cho tôi biết lý do vì sao đi. Phải cho tôi biết lý do vì sao mà tôi phá cái cầu thì tôi mới chịu phá. Tôi xây nãy giờ đó nha, mất quá trời công sức của tôi luôn, mà giờ kêu tôi phá là sao tôi không hiểu luôn á. Dân làng giận dữ,
Bây giờ nếu cậu muốn biết nhanh thì hãy mau chóng đi ra phía sau ngôi làng và sau khi biết được vấn đề thì mau chóng phá hai cậu mau lên. Rồi, ok. Bây giờ nha, để tôi ra phía sau ngôi làng tôi tìm hiểu. Sau đó đó hả, tôi sẽ làm theo lời các ông. Trời đất ơi các bạn ơi, ngày hôm nay đó nha, đúng là làm ơn mắc oán mà. Mình chỉ muốn xây một cây cầu để ngôi làng này đó nha sẽ có thể dễ dàng di chuyển, để ngôi làng này đó nha có thể dễ dàng giao lưu với lại bên thế giới bên ngoài. Vậy mà mấy ông dân làng này các bạn ơi lại chù quẻo mình, lại giận dữ với mình, lại giận dỗi mình đó các bạn, rồi chửi mình thằng khùng thằng ngu nữa. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Thôi được rồi, bây giờ mình cần phải tìm hiểu lý do vì sao đó nha mà các ông dân làng lại không muốn mình xây cây cầu. Các ông ấy nói rằng đó hả là mình phải mau chóng đi ra phía bên ngoài, đi ra phía sau ngôi làng để tìm hiểu. Mình lúc đó đó nha sẽ biết được rằng lý do vì sao hả mà các ông dân làng lại hả không muốn mình xây cầu các bạn ơi. Mình nghĩ là như vậy đó. Đâu, để mình thử đi coi và... Hả? Ủa? Cái gì đây? Từ từ. Các bạn ạ, ở đây có rất là nhiều mạng nhện. Và nếu như đó nha, mình nhìn vào một cái công trình như thế này á, thì mình có thể đoán được rằng đây hình như cũng đã từng là một cây cầu đó các bạn. Ủa? Vậy là trước khi mình tới ngôi làng này và xây cầu các bạn ơi, thì đã có một player Minecraft nào đó, đã có một người chơi Minecraft nào đó các bạn ạ. Người ta đã xây cầu trước khi mình xây rồi. Nhưng mà lý do vì sao mà cây cầu này các bạn ơi lại bị phá hủy một cách trầm trọng như vậy cơ chứ, mình thật sự không hiểu luôn á. Vậy làm sao nhỉ? Hả? Ôi từ, các ông dân làng đã nói rằng đó nha, là nếu như đó hả mình tìm hiểu về cây cầu này thì rất có thể đó nha, mình sẽ biết được lý do vì sao mà các ông dân làng nói mình rằng là mình không nên xây cầu. Được rồi, để mình tìm hiểu thử coi. Coi thử xem coi, trời đất ơi, cây cầu này các bạn ơi nhìn đó nha, có vẻ như là còn bự hơn cầu của mình nữa đó nha. Rất là to luôn nè, và có khi còn đẹp hơn nữa. Mình nghĩ rằng đó nha, cây cầu này các bạn ơi, hồi xưa đó hả, đã từng là một cây cầu cực kỳ có nhiều người đi ngang qua luôn, và cực kỳ rộng lớn, để các dân làng phải giao lưu buôn bán với nhau đó các bạn. Nhưng mà tại sao lại bị phá hủy rồi chứ? Kỳ lạ ghê. Và ở đây có một cái rương đồ nè các bạn ơi. Đâu, để mình thử mở rương đồ coi. Và bên trong rương đồ có một quyển sách được mang tên là Thông Tin. Hả? Thông tin gì vậy trời? Rồi, các bạn ơi, bây giờ nha, để mình thử mở quyển sách này ra coi xem nha các bạn, là liệu đó nha trong quyển sách này đang ẩn chứa điều kỳ lạ và điều bí ẩn gì nha. Đừng xây cầu trong thế giới Minecraft. Tôi đã từng cố gắng xây một cây cầu gần ngôi làng này để có thể kết nối các khu vực với nhau. Tôi mong muốn có ý định hỗ trợ các dân làng có lối đi tốt hơn. Ôi, vậy là cái người này các bạn ơi cũng đã từng có ý định như mình, một ý định tốt. Nhưng khi tôi xây cầu thì tôi đã vô tình mời họ về. Hả? Họ đây là ai? Tại sao lại có dấu mặt kép vào các bạn? Và họ sẽ ám tất cả các dân làng để có thể sống lại thêm một lần nữa. Tôi đã phá hủy cây cầu và tiêu diệt hết tất cả những người bị họ dắt đi. Vậy nên tôi xin nhắc lại, đừng bao giờ xây cầu trong thế giới Minecraft trong ngôi làng này. Hả? Vậy là mình đã hiểu lý do vì sao các ông dân làng lại sợ cái việc xây cầu rồi các bạn ơi. Bởi vì đó nha, nếu như xây cầu và dựa theo quyển sách này đó hả, thì rất có thể đó nha, chúng ta sẽ vô tình mời họ về. Nhưng mà họ ở đây là ai? Và họ sẽ làm gì tới cái độ đó nha mà các ông dân làng lại quyết định phá được cái cầu này hả các bạn? Thôi được rồi, vậy thì bây giờ mình nghĩ rằng đó nha, là mình sẽ không phá cái cầu liền các bạn ạ. Mình muốn tìm hiểu và điều tra về cái bí ẩn này. Vậy nên bây giờ đó nha, mình sẽ vào trong một ngôi nhà đi. Ok. Mình nghĩ rằng là bây giờ hả, mình sẽ vào trong ngôi nhà này đây các bạn. Rồi. Và ở ngôi nhà này các bạn ơi, mình có thể dễ dàng điều tra và nhìn về phía cái cầu này. Lúc đó đó nha, chúng ta sẽ biết được rằng lý do vì sao mà các ông dân làng cũng như cái người đó nha mà đã xây cầu này lại phá cái cầu cho các bạn. Chúng ta sẽ biết rõ hơn về những cái điều bí ẩn và kinh dị đó. Được rồi, bây giờ phải quan sát thôi. Ok các bạn ơi, và mình đã cứ chờ đợi nè. Và cuối cùng mình thấy rằng đó nha, là có vẻ như trời cũng đã tối rồi. Tuy nhiên, mình cũng không hề thấy được bất cứ sự gì kỳ lạ hay là chuyện gì bí ẩn xảy ra ở ngay cây cầu mà mình đã xây cả các bạn ơi. Giống như đó nha, là mọi thứ vẫn bình thường. Ủa, từ, hình như là mình... Ủa các bạn ơi, mình thấy một cái bóng trắng các bạn ạ. Có một cái bóng trắng của ai đó đang đứng trên cây cầu các bạn ơi. Ê, hay có khi nào đúng như quyển sách này nói,
khi chúng ta vô tình xây một cây cầu trong thế giới Minecraft đó nha, thì chúng ta sẽ mời họ về. Và rất có thể các bạn ơi, họ ở đó các bạn ạ, đó chính là hồ mao các bạn. Từ từ, thấy cái đầu hơi ghê rồi nha. Để mình chạy ra ngoài, các bạn ơi, coi thử coi như thế nào nha các bạn. Cái gì vậy, tại sao tự nhiên nãy giờ không thấy mà bây giờ hả? Ủa, đâu rồi? Cái hùng, ủa, cái bóng người dáng người trắng trắng mà hồi nãy các bạn ơi mình vừa mới nhìn thấy nè các bạn, bây giờ cái người đó đâu rồi các bạn ơi? Giống như đó nha, là cái người đó đã vô tình biến mất và tan vào trong không khí, tan vào trong hư vô một cách rất là bí ẩn luôn. Cái đó không phải là người nữa rồi hay sao á, mà là một hồn ma đó các bạn ạ. Cái gì vậy trời đất ơi, sao mà đáng sợ vậy? Ủa, tại sao tự nhiên bây giờ các bạn nghe không các bạn ơi? Các bạn có nghe tiếng gió rít không các bạn? Cái tiếng gió rít này rất là ghê luôn á. Và đây là lần đầu tiên mình nghe thấy được cái tiếng gió rít này trong thế giới Minecraft đó các bạn ơi. Và oh my god, sau lưng của mình là ai vậy? Tại sao? Hình như đó nha, đây là ba cái ông dân làng hồi sáng nè, mà tại sao bây giờ ông nào cũng mắt đỏ rồi người trắng bóc ghê vậy trời? Dân làng ma nhập, nhập vào hắn ta, nhập vào hắn ta. Hắn ta là vật chủ tốt, nhập các bạn ơi. Những dân làng này các bạn ạ, đã bị ma nhập rồi và bọn họ rồi nhập người các bạn ơi. Chết đi các bạn ơi. Các bạn ạ, cái dân làng này các bạn ơi đang đồ đấy nha, nhập vào người mình các bạn ạ. Cái gì vậy? Chết đi ôi. Vậy là cái hồn ma hồi nãy mà đứng nhìn cái cầu các bạn ơi là một hồn ma các bạn ạ. Và hồn ma đó nha đã nhập vào người cái dân làng các bạn ơi. Ôi mạnh vậy, chạy đi. Sao mạnh vậy? Chết đi ôi. Mình chết đó các bạn ơi, mình sẽ chết đó các bạn ơi. Cái gì ghê gớm quá đi à. Rồi, mình đã dụ được cái nhân làng ma nhập này các bạn ạ vào bên dưới cái hồ này. Vậy để mình giết bọn họ nha. Ok, chết đi. Ok, chết rồi các bạn ơi. Tuyệt vời, chết đi. Lên đường đi. Nhân làng ma nhập nè. Chết đi. Ôi da, sao mà đáng sợ mà ghê gớm quá các bạn ơi. Tiếng gió rít đó nha là sự xuất hiện của dân làng ma nhập đó các bạn ạ. Đáng sợ thiệt sự luôn quá. Trời đất ơi, cái quái quỷ gì vậy? Ây da, tại sao khi mà mình xây cây cầu đó nha thì các dân làng lại bị nhập trở thành hồn ma ác quỷ ghê gớm vậy trời đất ơi? Thật sự đáng sợ à các bạn ạ. Mình nghĩ rằng đó nha là bây giờ đó hả, chính là lúc mà mình cần phải mau chóng ngay lập tức phá hủy cây cầu các bạn. Bây giờ mình đã tin rồi đó nha, cây cầu đó thật sự đó hả là một cây cầu có thể mời gọi người chết và người chết sẽ nhập vào người các dân làng để mà đòi lại mạng đó các bạn ơi. Một cây cầu ác quỷ, một cây cầu của địa ngục, cái cầu âm phủ các bạn ơi. Ủa, từ từ, tại sao tự nhiên bây giờ trên cây cầu các bạn ơi mình thấy có bóng dáng của ai đó kìa, bóng dáng trắng bóc, và đây chính là hình dáng đó nha mà hồi nãy đó có vẻ như mình đã thấy hay sao đó các bạn ạ. Đâu đây mình lại gần coi. Ủa gì vậy, hết tại di chuyển các bạn ơi, hết tại di chuyển rồi. Cái gì vậy? Tôi thui à. Ôi, cứu mình các bạn ơi. Và các bạn ạ, đó chính là toàn bộ câu chuyện về việc lý do vì sao mà các bạn không nên bao giờ xây một cây cầu trong thế giới Minecraft. Bởi vì rất có thể cây cầu đó chính là nơi, chính là thứ có thể dẫn dắt các linh hồn ở dưới âm phủ, ở dưới địa ngục lên trên trần gian. Và từ đó họ sẽ nhập vào bên trong các dân làng để mà đòi lại mạng sống trước đây của họ. Và mình nghĩ rằng các bạn ạ, đôi khi chúng ta nên nghe theo lời của những người đã đi trước. Cũng bởi vì mình đã không nghe lời của cái người mà đã ghi ra quyển sách thông tin đó, mình đã không kịp phá vỡ cây cầu, cho nên mình đã gặp phải đại nạn và đại họa. Còn các bạn thì sao? Đã bao giờ các bạn vô tình xây một cây cầu trong thế giới Minecraft, trong ngôi làng Minecraft, gặp phải chuyện kỳ lạ chưa? Hãy trả lời dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và mình nghĩ rằng bây giờ mình sẽ phải tạm thời dừng lại video này ở đây. Các bạn ơi, các bạn thích video này hãy cho mình một lượt like. Và nếu như các bạn muốn nghe tiếp những câu chuyện kinh dị đến từ mình, hãy cho mình luôn cả một nút đăng ký. Và bây giờ thì hẹn gặp lại và đừng hoảng sợ. Yeah, I'm free,